Chào các bạn, Note 7 ra đi, đây là S7 cùng S7S quay trở lại thành hai chiếc máy cao cấp nhất của Samsung trong năm nay. Nếu muốn sở hữu flagship mà giá cả phải chăng nhất có thể thì chỉ có hàng qua sử dụng mới đáp ứng được tiêu chí này. Hàng qua sử dụng không phải là một chủ đề mới, nhưng có lẽ các bạn sẽ quan tâm tới những chiếc S7, S7S cũ tại riêng mình có nhiều điều lạ so với hàng mới. Chất lượng là thứ mà khách hàng nghĩ đầu tiên khi mua hàng qua sử dụng. S7, S7S cũ chủ yếu đến từ các nước như là Hàn, Mỹ, đôi khi cũng có thể đến từ thị trường Hồng Kông. Dù từ bất kỳ đâu, trước khi bán đều phải qua tay đội ngũ tester của di động thông minh thẩm định, kiểm tra từ bên ngoài cho tới những tính năng bên trong ổn định thì mới được phép đem đến tay người tiêu dùng. Có một điểm mà máy Samsung hay gặp phải đấy là việc bị sức phím home do chất liệu bề mặt của cảm biến vân tay là nhựa thay vì sapphire giống như trên iPhone. Vậy nên hầu như chiếc S7S, S7 cũ nào cũng đều bị sức chỗ này. Ở di động thông minh, chúng tôi cố gắng đem đến cho khách hàng những chiếc máy mới nhất có thể, ít xước phím home nhất để các bạn có thể yên tâm sử dụng. Giá bán của S7S và S7 đang lần lượt chỉ từ 10.590.000 đồng và 7.890.000 đồng, một mức giá hấp dẫn. So với hàng chính hãng thì các bạn tiết kiệm được khá tiền. Dù giá bán ra đã tốt, nhưng còn tốt hơn nếu các bạn đặt hàng online, mua hàng từ xa thì sẽ được giảm thêm 100.000 đồng vào giá bán của hai sản phẩm này. Thông thường hầu hết các cửa hàng cũng chỉ tặng cho bạn tai nghe Samsung tầm trung hay còn gọi là tai nghe thông thường. Riêng ở diện của mình, mua S7, S7S là các bạn sẽ được tặng tai nghe S7 có chất lượng âm thanh tốt hơn, vừa tai và đảm bảo tính tương thích cao nhất khi sử dụng máy, cũng như là củ sạc Quick Charge giúp sạc đầy pin chỉ trong vòng 100 phút. Đừng quên mua phụ kiện nữa vì các bạn sẽ được discount 20% cho ốp lưng, dán cường lực hoặc là pin dự phòng. Cụ thể hơn thì combo ốp thời trang, dán carbon. Dán dẻo bây giờ từ 250.000 đồng chỉ còn 200.000 đồng thôi. Đó, giá rất tốt nhưng vẫn sẽ có rất nhiều ưu đãi cho khách hàng. Tất nhiên hàng cũ sẽ có một vài đặc điểm khác với đồ mới. Chắc chắn ngoại hình là một trong những yếu tố đầu tiên. Ngoài ra, máy mới thường có nguồn gốc từ Hàn Quốc, Hồng Kông hoặc là hàng chính hãng. Còn máy qua sử dụng sẽ có những chiếc máy đến từ nhà mạng của Mỹ. Vậy, những chiếc máy đến từ Mỹ thì làm sao? Đến từ Mỹ chắc chắn là 100% chúng sẽ sử dụng con chip Snapdragon 820, hiệu năng ổn định và hỗ trợ 4G tốt hơn một chút so với bản Exynos. Nhưng quan trọng nhất, hàng của Mỹ khi cài ROM quốc tế vào, các bạn có thể update OTA thoải mái. Đây là chi tiết rất đáng quan tâm nếu người dùng cần sự ổn định, cần sử dụng lâu dài. Do đó, mình khuyên mọi người nên chọn S7, S7S bản Mỹ. Về cả giá từ 7.890.000 đồng cho S7, nó chỉ cao hơn Note 5 có vài trăm nghìn đồng thôi, nhưng cấu hình lại tốt hơn hẳn, cao hơn Xiaomi Mi 5S một chút nhưng có lợi thế về thương hiệu, về chất lượng gia công. S7S giá từ 10.590.000 đồng lại sẽ gặp một chút rắc rối với iPhone 6 Plus mới hoặc là Z5 Duo chính hãng. Mặc dù thế thì cấu hình, camera hoặc là những tính năng ngoại hình đều thua S7S. Không chỉ có vậy, S7, S7S với các bản cập nhật sau này đều đã được bổ sung thêm tính năng của Note 7 như là giao diện Grey Wix, hạ độ phân giải, vân vân. Tất cả những tính năng có cấp của Note 7 bây giờ đều có mặt ở trên S7 và S7S. Như vậy, hai chiếc Samsung Galaxy S7 và S7S qua sử dụng đang là hai chiếc máy cao cấp nhất của Samsung có giá cực kỳ tốt tại Diệu Lộ Minh. Chúng có cấu hình khủng, nhiều tính năng và thiết kế khó chê vào đâu được. Hy vọng với mức giá rất tốt cùng nhiều ưu đãi thì Diệu Lộ Minh sẽ là nơi để các bạn gửi gắm niềm tin khi mua hàng. Cảm ơn đã theo dõi video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.